Nam. Minh Dũng xin gửi lời chào thân thương đến tất cả những người anh em yêu thích bộ môn nghệ thuật đá Suzuki. Những viên đá từ cột xứ dòng sông hết sức tự nhiên thiên nhiên, chúng ta đã cầm được những viên đá này đã phải chịu nhiều va đập từ dòng nước xoáy, từ trên núi cao lăn xuống con suối ra dòng sông, chịu nhiều va đập và tạo nên một cái hình hài để chúng ta tưởng ngoạn như viên đá này. Viên đá này tại con sông Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, có trọng lượng là không tính đế là 21 cân đá đen. Đây là màu da của đá còn nguyên, hai góc lỗ bên mặt này thì sáng hơn. Đặc biệt là viên này nó có sâu vô khoảng 15, tạo thành cái điểm nhấn rất là đẹp. Từ sông Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Minh Dũng cũng rất mong người anh em của chúng ta từ một miền đất nước tương tác và đăng lên những tác phẩm Suzuki đẹp để chúng ta cùng thưởng ngoạn. Viên này thì lành lặn tứ diện, Minh Dũng sẽ cố gắng nhấc nó lên khỏi cái đế. 21kg thì cũng hơi nặng, nhưng mà cố gắng xíu nha. Đây. Wow. Lành lặn. Hey cô. Liền đấy là đặc biệt chơi nghệ thuật Suzuki, chúng ta phải cái đáy của viên đá là phải liền lạc. Một lần nữa Minh Dũng chúc tất cả người anh em có được những tác phẩm đẹp. Viên này Dũng sang lại em ở Nha Trang chia sẻ lại cho Dũng. Dũng rất cảm ơn em trai. Tình ca trên lúa là cái âm hưởng nhạc để chúng ta vừa nghe vừa hưởng ngoạn những đá này. Xin cảm ơn.